24 trên 24 giờ túc trực tại các chốt. Những bữa cơm ăn vội, những cơn mưa bất chợt và nguy cơ lây nhiễm có thể rình rập bất cứ lúc nào. Nhưng những người lính quân hàm xanh và lực lượng y tế ở chốt chống dịch này vẫn âm thầm vượt nắng thắng mưa vì sự bình an của nhân dân. Thưa quý vị, nắng mưa thì thất thường và hơn hết là nguy cơ lây nhiễm bệnh rất là cao. Thế nhưng ngay từ khi xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền xuất hiện ca dương tính với SARS-CoV-2 đầu tiên, thì các cán bộ chiến sĩ biên phòng cũng như là các nhân viên y tế ở chốt chống dịch này đã liên tục túc trực ngày đêm, sẵn sàng với nhiệm vụ của những lá chắn nơi tuyến đầu chống dịch. 400 đến 600 mẫu test mỗi ngày, tức là gần 90.000 ngư dân và người dân trên địa bàn xã đã được chốt chống dịch cảng Phước Tỉnh điều tra dịch tễ, lấy lời khai y tế, đo thân nhiệt và xét nghiệm SARS-CoV-2. Khối lượng công việc lớn, nguy cơ lây nhiễm cao, nhưng tất cả đều nỗ lực vì sự bình yên của cộng đồng. Anh em tụi tôi ghi lên đây thì được các chiến sĩ dẫn dắt lên đây để ghi khai báo tên tuổi, quê quán và năm sinh. Rồi được giờ mấy chú chiến sĩ dắt vô rồi tặng tình rồi chỉ dẫn cho anh em thì tôi rất là nhiệt tình. Đột làm ở đấy là quả nhiệt tình à, ăn món buồn cho nó buồn à, chỉ bay cho những người dân đến nơi đến chỗ à, món buồn là cố gắng để mình dẹp cái dịch này càng sớm càng tốt. Có lẽ rằng không đâu như trên đất nước này, những người lính đi ra từ nhân dân luôn quên mình vì nhân dân phục vụ, vì nhân dân hy sinh. Các anh luôn có mặt ở mọi tuyến đầu và ngay trong cơn đại dịch Covid-19 này, các anh vẫn là một trong những lực lượng giữ vai trò tiên phong. Bất chấp những cơn mưa to, các cán bộ chiến sĩ ở chốt chống dịch cả Phước Tỉnh vừa thực hiện công tác chống dịch, vừa căng mình giữ lều trại. Chúng tôi đã trực liên tục ở đây được 24 ngày và tuy công việc này có tính chất nguy hiểm về nguy cơ lây nhiễm rất cao, nhưng đảm bảo an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi vẫn luôn luôn thể hiện vai trò xung kích của người lính bộ đội Cụ Hồ và sẽ cố gắng hết sức không để nguy cơ xâm nhập dịch Covid-19 từ đường biển vào đất liền. Và những lều trại đơn sơ ấy cũng không thể xua tan cái nắng nóng, cái oi bức, cái ngột ngạt của những bộ đồ bảo hộ. Những người thầy thuốc với niềm tận tụy, lương y như từ mẫu lại không quản ngại nhục nhằn, nguy cơ lây nhiễm để góp phần công sức nhỏ bé trong công cuộc chống dịch của cả nước. Đại dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường, các anh, các chị luôn là điểm tựa vững chắc, là những tấm lá chắn vững vàng giữa tâm dịch, vừa ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, vừa đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Xin chào anh, thưa anh có thể cho biết là công việc của anh em bắt đầu từ mấy giờ ạ? Công việc của chúng tôi là bắt đầu từ 6 giờ sáng hôm ngày đến 6 giờ sáng hôm sau, để đảm bảo là khi thuyền viên và tàu cập cảng thì đảm bảo ngay được lực lượng lấy mẫu để test nhanh, để kiểm tra xem là có cái thuyền viên nào mà bị dương tính hay không. Và cái khó khăn nhất của chúng tôi hiện nay là thời tiết nắng mưa thất thường, có thể là sức khỏe của anh em sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều, nhưng mà chúng tôi cũng động viên nhau để cùng cố gắng vì sự bình yên của nhân dân. Thưa anh, trực 24/24 giờ, nhiều khi thời tiết lại không thuận lợi, cái nguy cơ lây nhiễm thì cao, nhưng mà em thấy các anh chị em ở đây rất là nhiệt tình, tận tâm, không biết là động lực của mình ở đâu ạ? Nếu thấy khó khăn mà lùi bước, mà ngại khổ thì nó không phải là phẩm chất của đội Cụ Hồ. Mà trong bất kỳ hoàn cảnh nào, điều kiện nào thì người lính Cụ Hồ là ưu tiên là sự bình yên cho nhân dân. Và qua đây thì chúng tôi cũng nhấn nhủ rằng là mỗi người dân hãy chấp hành nghiêm các cái chỉ thị cũng như là các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, đặc biệt hiện nay là đang thực hiện là chỉ thị 16 trong toàn tỉnh, để góp phần là ổn định sớm tình hình và đẩy nhanh dịch qua mau để cuộc sống người dân nhanh chóng ổn định trở lại để phát triển kinh tế. Thưa quý vị, tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường, đồng nghĩa với việc sẽ còn sự vất vả, căng mình làm nhiệm vụ của những lá chắn nơi tuyến đầu phòng chống dịch.
Và thực tế khi quý vị đang theo dõi chương trình này thì chúng tôi nhận được thông tin là một cán bộ nhân viên y tế trực chốt dương tính với SARS-CoV-2. Chúng tôi rất chia sẻ với những hiểm nguy mà những người nơi tuyến đầu phòng chống dịch phải đối mặt. Và chúng ta hãy cùng gửi lời động viên, chia sẻ đến các lực lượng nơi chốt trực này. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị.